Hello, xin chào anh em nhé. Mình đang trên cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, đang trên đường đi về ngoài Hà Nội đây. Thì tiện trên cao tốc ấy, mình cũng sẽ làm một bài test để chia sẻ anh em về cái pin của chiếc xe VF6 này khi đi cao tốc. Thì rất nhiều anh em cũng đang thắc mắc là chiếc VF6 này nếu mà đi cao tốc nó tốn như vậy thì có đủ để đi từ Sài Gòn đi Vĩnh Hảo không, hay là có đủ đi từ Sài Gòn đi Nha Trang không. Mình thì mình theo kinh nghiệm của mình ấy, thì để mà con VF6 này đi được từ Sài Gòn đi Nha Trang là không thể, nhưng đến Vĩnh Hảo là có thể anh em nhé, và chắc chắn là dư rồi. Ok, nay chúng ta sẽ làm bài test đầu tiên là 1% pin khi đi cao tốc ở vận tốc khoảng 80 90 km một giờ đi. Bây giờ đoạn này đang được đi 90 và 100, mình sẽ test 100 trước anh em nhé. Đây, hiện tại là vận tốc trung bình mình đang đi là khoảng 80 km một giờ cho cái quãng đường từ nhà mình đến đây là 128 cây, ăn là 18,2 kW. Bây giờ mình sẽ set một cái, bây giờ đang là 60%, mình sẽ test xuống đến 50%, hoặc mình sẽ test 10 km thì ăn bao nhiêu phần trăm anh em nhé. Đây, test đặt lại này, nó chỉ tương đối thôi, tại vì vừa anh em mình nói chuyện đấy, nó đã xuống 60% từ lúc nào rồi. Bây giờ đường thì nó cũng mình không thể kiểm soát được cái tốc độ đường này, tại vì do bây giờ nó ngoài đường cũng khá là đông ấy, mình không đi đủ 100 được, nhưng mình sẽ cố gắng đi đều xung quanh từ 95 đến 100 để test cho anh em nhé. Ok, bây giờ đang là 60%, mọi người cùng theo dõi xem là sau khoảng 10 km thì nó còn bao nhiêu phần trăm anh em nhé. Hoặc đại loại mình sẽ test khoảng 5% pin sẽ đi được bao nhiêu cây, là mình sẽ nhân đôi giảm ra luôn. Ok anh em, đã hoàn thành cái chip đầu tiên là 10,4 km, nó hơi lệch một tí không sao cả, và tiêu hao trung bình là 18,5 kW. Mình chạy từ lúc mà dưới 60%, bây giờ dưới 57%, chia trung bình là trung bình là cứ với vận tốc đều như này, đây đều mà 97 km đến 100 km một giờ ấy, thì chiếc xe sẽ tiêu tiêu thụ năng lượng khoảng bao nhiêu nhỉ, khoảng gần 3% cho 10 km. Đấy, tương đương với 100 km sẽ tiêu mới gần 30%. Vậy vậy là nếu mà mình tính theo cái phương pháp của họ đấy, là 18,5 kW chia ra cho với 60 kW định danh đấy, thì là chiếc xe này sẽ ăn khoảng 27-28% cho 100 km. Đấy, tương đương việc là mình cứ đi đều vận tốc xung quanh 100 km một giờ, thì đi cao tốc này mọi người sẽ đi từ lúc 100% pin xuống đến kiệt pin sẽ đi được khoảng 350 cây anh em nhé. Bây giờ mình sẽ làm một bài test thứ hai. Bài test này thì hy vọng có đủ cung đường để cho mình làm bài test, là mình sẽ đi đều khoảng 110 km một giờ. Thật ra thì khi mà mình đi 120 km một giờ ấy, thì mình sẽ test trên các cao tốc là Đà Nẵng Quảng Ngãi cho anh em. Còn ngày hôm nay thì do là cái điều kiện đường xá, cái cao tốc mà đi từ Dầu Dây đi Phan Thiết này ấy, cái lượng xe nó rất là lớn, để mà có thể duy trì được tốc độ trung bình 120 km một giờ là điều rất là khó. Đây mọi người nhìn đấy, mình phải xào chè liên tục như này, tại vì do cái lượng xe tải đi cái con đường này thì tránh quốc lộ 1A rất là đông. Đấy, nhưng trên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi thì sẽ làm được điều đấy, và khi đó mình sẽ test cho anh em đi đều 120 thì như nào nhé. Thực ra thì trước đây mình cũng đã test trên phương diện cá nhân của mình rồi, để mình ước tướng ước lượng ấy, thì mình thấy đi đều 120 thì chỉ đi được khoảng 300, dưới 300 km trên đầy cục pin thôi. Nhưng mà đây bây giờ chúng ta sẽ test cái vận tốc tiếp theo, khả năng là duy trì được vận tốc khoảng 110 km một giờ đấy. Mình sẽ test cái hành trình tự động này đi, giữ lại cái hành trình B, nó thôi xóa hành trình B đi, đặt lại này. Ok, pin bây giờ là 56%, mình cứ ước chừng thôi, và mình sẽ đi 10 km nữa để test cho anh em cái vận tốc trung bình là 110 km một giờ nhé. Ok, mình sẽ test tạm tốc độ cruise control 110 đi, cho nó dễ. Tí nữa nó sẽ báo. Bây giờ là gần một cây rồi, hẹn anh em một vài phút tới nhé. Hy vọng là có cung đường và cái điều kiện thời tiết để ủng hộ cho việc test cái này anh em nhé. Mình không đủ khoảng đường để test cái cao tốc anh em ạ. Đợt này nó đang chuyển sang cái cao tốc thứ hai rồi. Đây, mình chỉ đi được 5,6 km thôi. Cao tốc thứ hai nó bắt phải đi 90 này. Đấy.
mình sẽ tổng kết với anh em nhé. 2% pin, mình đi được khoảng 6 km. Đấy. Và bây giờ thì cái tiêu hao năng lượng nó không còn chính xác nữa, do là mình thả dốc. Đấy. Và bây giờ sang cái con chia sẻ cho mọi người là sang cái cung đường thứ hai, là cái cao tốc đi từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo. Thì cao tốc này chỉ được mới được nâng tốc độ lên 90 km/h, là chỉ có 2 làn đường, không có làn dừng khẩn cấp. Và khi mà gặp phải 2 chiếc xe tải như này thì thôi. Và cái bài test vừa rồi của mình bị phô nhá, bị không đạt được cái quãng đường mong muốn. Nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ với anh em là nếu anh em đi ở tốc độ ví dụ như từ 100, tính như này rất đơn giản này. 100, anh em đi đều 100 đi được khoảng 350 cây. Vì anh em đi đều 110 thì anh em sẽ tăng được cái tốc độ lên 10%. Nhưng bù lại, sai rồi, ngược lại. Nhưng ngược lại, anh em sẽ giảm được cái quãng đường mất 10%. Có nghĩa là gì? Đang đi được 350 cây, bây giờ anh em chỉ đi được còn có trừ đi 35 cây, là khoảng 315 cây. Đấy, 310-315 cây nếu anh em đi ở cái tốc độ 110 km/h. Còn nếu anh em đi ở tốc độ 120 km/h thì đấy, thời gian anh em rút ngắn lại, dẫn đến quãng đường đi được anh em cũng bị ngắn đi. Quãng đường đi được bây giờ anh em chỉ còn khoảng dưới 300 thôi. Đấy là cái bài test trên lý thuyết của em như vậy. Ngày hôm nay nếu mà em kịp, hoặc ngày mai nếu mà đến được cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, sẽ test cái việc đấy cho anh em nhá. Đấy. Và bây giờ thì đằng nào trên cái cao tốc này cũng được đi vận tốc 90 km/h, thì em sẽ test là 10% pin sẽ đi được bao nhiêu cây anh em nhé. Bây giờ thì em đã đi cho anh em xem luôn. Từ nhà em đến bây giờ là ngày hôm nay cái hành trình của em đã đi được 152 km. Cho nó 2 km từ nhà em đến đây, thì trong đó có khoảng tầm 40 km đến 50 km là từ nhà cho đến cao tốc, hết cao tốc Dầu Dây. Và từ cao tốc Dầu Dây đến đây khoảng 100 km anh em nhé. Em còn khoảng 100 km đường như thế này nữa, với đều với tốc 90 km/h. Bây giờ em sẽ set cruise control 90 km/h anh em nhé. Đây sẽ set ở 90 km/h và đợi cái phần trăm pin nó xuống 53%. Thì em bắt bây giờ đường này nếu mà set 90 mà mình tập trung lái ấy, thì mình vẫn đi đều được 90 ở cái cruise control này thôi. Nhà mình đợi một chút, em cho cái đó, ok, 53 rồi, set đặt lại, ok, xong nhá. Chúng ta cùng theo dõi là trong khoảng 10 km cho đến 15 km đi, nó sẽ ăn hết khoảng bao nhiêu phần trăm pin. Bắt đầu là 53%. Đây, những cái lúc mà đường mà hai cái xe tải đi song song chở rất là nặng nhẹ, thì mình gần như không thể duy trì được cái vận tốc 90 km/h nữa. Không biết là cái bài test này còn đạt được không. Bây giờ vận tốc nó chỉ còn 84.3 km chia đều thôi. Nó sẽ tương đối với anh em nhé. Qua đây thì này có thể đi được đến 90 rồi. Đường thì cơ bản là cái cục đường này thì cái lượng xe hàng hóa chở Bắc Nam nó rất là đông, nên nhiều khi là cũng muốn test cho anh em. Bây giờ thì mới từ 53% xuống 52% thôi, nó cũng đi được 5.5 km rồi. Đoạn này thì tiết kiệm lắm. Nói chung là anh em đi cao tốc từ Sài Gòn đi Vĩnh Hảo thì anh em sẽ có cái đoạn sau là 100 km/h. Thôi đấy, đoạn này nó cũng không thể đi nhanh được. Đoạn sau là 100 km thì mình chỉ được đi không quá 90 km/h ấy, thì nó tiêu hao năng lượng cực kỳ ít. Đây cho mọi người xem này. Đấy, nó chỉ ăn có 15, trung bình 15 kW. Mọi người cứ chia đều nhé. 60 chia 15 được 4. Đấy, thế nên là ăn hết. Nếu mà cứ đi đều cái tốc độ mà khoảng 80 km/h như thế này, thì 100% pin sẽ đi được 400 cây là chuyện thừa thãi luôn. Đấy. Thế rồi, xe kia nó tạt vào cái giải dừng khẩn cấp rồi. Hy vọng là đấy, thằng ông bác xe tải đó, bác cũng bóp còi để cho mình không vượt lên ấy. Rồi, ok. Đấy, thì nếu mà mình đi với cái tốc độ mà trung bình cứ như thế này, cái đường mà không được đi đều 90 ấy, cứ đi từ 90 trở xuống ấy, kể cả có vượt lên hay không vượt lên và đi chậm lại, thì bây giờ mọi người nghiệm ngẫm xem. Đấy, ăn trung bình 15-16 kW và bây giờ đi được 7 km rồi, mà mới chỉ từ 53 xuống 52. Đi thêm một chút nữa, bây giờ mình sẽ đợi một chút nữa cho nó xuống hẳn 51, thì mình sẽ biết được rằng là 2% vừa rồi mình đi được bao nhiêu cây anh em nhé. Đã xuống 51 rồi. Đấy. Vậy là 2% mọi người đi được 7.3 km. Tương đối thôi. Thì có nghĩa là đấy, gần 8 km cho 2%.
trung bình là 100% pin sẽ đi được 400 cây nếu anh em đi với tận tốc dưới 90 km/h. Rồi ok, bài test hôm nay thì là sẽ chia sẻ cho anh em, thứ nhất là anh em biết được rằng là đi cao tốc đi từ 100 km trở lên thì bắt đầu nó sẽ tốn, và đi từ dưới 90 km trở xuống thì nó cực kỳ tiết kiệm. Đấy, chia đều ra thì cả một cái cung đường mà từ Sài Gòn đi Vĩnh Hảo thì là khoảng tầm gần 300 cây, gần 300 cây thì sẽ tốn đâu đó khoảng 80% pin. Đấy, 80% pin có nghĩa là anh em xác định là sau này nếu ngày sau ngày 30 tháng 4 này cái cao tốc nó sẽ thông một mạch từ Sài Gòn đi Nha Trang thì mình sẽ đi như thế nào. Đối với xe xăng thì anh em cũng cần phải nghỉ ngơi hoặc là đổ đầy bình tại nhà. Thì đối với anh em xe điện ấy, thì nó khác một chút, do cái cao tốc mà đi từ Sài Gòn đi Nha Trang nó chưa có một bất kỳ một trạm dừng nghỉ nào, có một trạm dừng nghỉ duy nhất trên Dầu Dây Long Thành Dầu Dây thôi. Thì trạm dừng nghỉ đấy hiện tại vẫn chưa xây trạm sạc, nhưng mà từ Sài Gòn đi đến cái trạm dừng nghỉ đấy nó mới chỉ khoảng 40 cây thôi, gần như đến đấy thì pin nhà mình vẫn còn 80-90%, sạc thì nó buồn cười quá. Đấy, nhưng mà từ đây đi đến đấy 400 cây thì anh em không thể đi một mạch từ Sài Gòn đi Nha Trang được, kể cả xe anh em công bố như con VF8, VF9 thì em không biết, nhưng mà như con VF6 lại công bố là 388 km, thực tế mọi người có thể đi được đủ 388 km. Thì với hơn 400 km từ Sài Gòn đi Nha Trang, anh em phải có một phương án như em. Một là mình sẽ sạc tại Vĩnh Hào này. Hai là em sẽ sạc tại nút giao giữa quốc lộ 1A ở Đồng Nai với cái cao tốc này. Nó có một cái điểm mà cao tốc này và nút giao sẽ cắt nhau vuông góc như vậy. Thì tại cái cao tốc đấy có một cái trạm dừng nghỉ và nó có một cái trạm sạc 60 kW. Thì mình có thể dừng lại ở đấy 30 phút là mình bổ sung thêm một lượng điện đủ để đi tiếp tục từ đó đi Nha Trang luôn anh em ạ. Đây cũng là một kinh nghiệm cho anh em đi chơi cái dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này. Cao tốc Nha Trang, Cam Lâm và tiếp cái đoạn mà sẽ được thông ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 này là đoạn từ Cam Lâm đi Vĩnh Hảo. Thì đoạn đó cũng khoảng 5-70 km gì đó. Đấy. Thì đến đợt này nghỉ hè 30 tháng 4, 1 tháng 5 nó cũng nghỉ đến 4-5 ngày. Và cái cao tốc đấy sẽ thông đúng cái dịp lễ này, chắc chắn là sẽ kích cầu du lịch, và đặc biệt anh em sẽ đi du lịch Nha Trang, Phan Thiết rất là nhiều. Đấy, thì anh em đi xe điện nói chung đang xem là VF6, VF5 hoặc cả VF8 nữa thì có thể chọn phương án giống như em, là sạc bổ sung tại cái nút giao giữa cao tốc và quốc lộ 1A để mình có thể đủ lượng điện đi. Còn không thì mình có thể sạc ở Vĩnh Hảo này. Đấy, thì bây giờ thực tại sau này nhé, sau này khi thông em sẽ làm một clip test, tại vì em thường xuyên đi Nha Trang mà, sẽ làm một clip test để chia sẻ nhà mình. Ok, bây giờ em sẽ tiếp tục lên đường đi đây.